À, Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em. Dạ, không biết là anh chị em có thấy màn hình của mình hay chưa ha. Thì hôm nay là sáng thứ sáu 14 tháng 2 2020 rồi, và ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân Valentine Day. À, Ngọc Lục làm livestream trong lúc mình đang ở trường học. Giờ của địa phương bây giờ đó thì là khoảng 8 giờ 25 phút sáng, ở Việt Nam thì là 4 giờ 25 phút sáng, chắc là bà con còn đang ngủ. Hello, sorry, I'm doing live stream. Mấy người phụ huynh khác thấy mình đang nói cái gì nhảm mà không hiểu cái gì, cho nên mình phải giải thích chút xíu. Dạ, mến chào lại tất cả các anh chị em nhé. Thì với cái đề tài này đó thì Ngọc Lục nghĩ là quay ở trường học thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Dạ, cũng xin lỗi là Ngọc Lục cầm cái phone đó, cái tay nó rung rung á, cho nên màn ảnh không có rõ, thì mong anh chị em thông cảm ha. Trước khi vào chủ đề, anh chị em thấy cái cây sau lưng của Ngọc Lục không? Cái tàn của cái cây, cái gốc của cái cây này nó tới 4 gốc lận anh chị em ha. Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, và 4. Đẹp vô cùng. Dạ. Để chút xíu nữa mình chuyển lại cái màn hình đi. Ngày hôm nay thứ sáu ở đây trường học này á, thì các em vào lớp khoảng 8 giờ rưỡi, có nghĩa là 5 phút nữa là vào lớp đó anh chị em. Để Ngọc Lục phiền quá. Chuyển màn hình tới chứ màn hình tươi phiền quá. Rồi, dạ Ngọc Lục mến chào anh Minh Lương nè, Lan Nguyễn nè, và chào tất cả các bạn vừa vào nha. Ok, sáng nay đọc tin tức thì thấy có một cái bài bài thơ của cô giáo. Không biết là cô giáo này ở Việt Nam hay là ở đâu, nhưng mà cũng cảm ơn cô là cô đã lên tiếng vì các em học sinh, 2 triệu em học sinh ở thành phố Sài Gòn sắp sửa chuẩn bị đi học theo lời kêu gọi của Đảng ngày 17 tháng 2. Thì nếu như mà chúng ta có được phân nửa triệu phụ huynh, số phân nửa của triệu phụ huynh các em đó, có nghĩa là 1 triệu người đó cùng nhau lên tiếng, thì mình nghĩ rằng một á, là trường sẽ bãi bỏ cái vấn đề kêu gọi sinh đi học ngày 17 tháng 2. Hai á, là dù cho trường có khai trường, có mở cửa đi chăng nữa thì cũng không có nhiều học sinh đi học. Có chăng là những người đã chưa từng biết những thông tin về cái bệnh này, hay là họ đi là tại vì họ không có hay biết gì về cái tình trạng của những người bệnh bị nhiễm và có thể bị chết, và nó lây lan toàn cầu luôn anh chị em ha. Cái tiếng nhạc này là ở trường học á, thay vì là cái tiếng chuông đó thì họ làm cái tiếng nhạc anh chị em. Để Ngọc Lục bỏ cái vô cái lớp. Ok, Ngọc Lục tránh xa cái lo này chút xíu. Cái này không phải lo phường mà là cái lo trường học. Rồi, anh chị em có khỏe không đây? Sáng sớm mình làm livestream ảnh hưởng bà con đang ngủ quá ha, xin lỗi nha. Ngọc Lục qua đây anh cho bà con thấy cái cây, gốc cây bên đây cũng đẹp lắm nè. Cái gốc nó rất là lớn. Dạ. Ok. Mình nói tới đâu rồi anh chị em ha? Tới đâu rồi ta? Em đang ngồi để Ngọc Lục chuyển qua cái cây này, anh chị em thấy cái gốc nó hay lắm ha. Ở đây đó, thấy không đẹp ha, gốc thiệt là cao thật là mạnh, rồi nó mới tẻ lên những cái tàn ở trên đó, anh chị ha, nó có bóng mát đẹp lắm. Alright, đường này không có đường ra để Ngọc Lục đi. Dạ, mình vừa đi vừa trò chuyện chút xíu nha anh chị em. Thì bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi đó, 8 giờ rưỡi sáng ở giờ địa phương ở đây đó. Rồi thêm một cái và tin tức khác nữa, đó là chúng ta thấy ở ở Bình Dương hả? Nếu Ngọc Lục có nói sai thì anh chị em có thể comment giúp lại nha. Là có tới 500 người từ ở những cái từ ở vùng dịch. Từ vùng dịch có nghĩa là từ ở Trung Quốc, Vũ Hán đó anh chị em, đã vào Việt Nam rồi phải qua cái thủ tục là cách ly. Nguyên cả một cái thành phố Sài Gòn thì có tới 5.000 mấy người hiện tại đang phải qua cái tình trạng cách ly. Anh chị em thấy chính phủ Việt Nam, mình kêu là cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ đã tốn biết bao nhiêu bao nhiêu tiền bạc, chi phí để mà chi ra cho những cái dịch vụ để mà cách ly những người Trung Quốc tràn vào Việt Nam như vậy. Mà mỗi một ngày mà họ không có chịu đóng cửa khẩu đó,
thì biết bao nhiêu người họ sẽ còn tiếp tục. À thôi Ngọc Lục ngồi đây đi, nói chuyện khoảng 5-10 phút rồi Ngọc Lục đi. Dạ. Hôm nay trời Sydney đẹp ha. À, mây xanh, mây trắng, bầu trời xanh anh chị thấy không? Dạ. Thì họ phải chi ra số tiền đóng thuế của người dân để mà phục vụ cho cái sự cách ly của những người Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Chúng ta không có thấy, chúng ta không có thấy là họ dùng cái số tiền đó để cách ly những người mình kêu là dân Việt Nam được trở về từ Trung Quốc, mà dọn dẹn đảng chỉ đem một cái chiếc chuyên cơ chở 29 người, chở 29 người từ ở Vũ Hán về đất nước Việt Nam, còn lại mấy trăm người, hoặc là mình có đọc tin tức đâu đó thì có tới mười mấy ngàn người lận anh em, mà mình không biết có đúng hay không ha, hoặc là mấy trăm người còn kẹt lại ở bên Trung Quốc thì những người đó sẽ như thế nào? Mặc dù có thể là họ là đảng viên, họ là con em cháu cha, hay là họ là những người không có phải là dân thường, nhưng mà dù sao họ cũng là công dân Việt Nam đúng không? Chúng ta chưa có thấy những người đó trở về, nhưng mà những cái bệnh viện dã chiến được dựng lên thì được Mỹ dân một cách khôn khéo, đó là cái bệnh viện dã chiến đó dựng lên để đón những người dân Việt Nam từ ở Trung Quốc trở về nước. Nhưng mà thật ra đó thì họ dựng lên để mà cho những người Trung Quốc, dân Trung Quốc, quốc tịch Trung Quốc đi vào Việt Nam và phải qua một cái hình thức coi như là cách ly để làm chi? Để cho mọi người dân thấy là đã có sự an toàn sau khi cách ly 14 ngày đó, thì những người này được đi ra và có thể sống chung với những người dân ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Thôi để Ngọc Lục trở lại cái đề tài học sinh đi học đi ha. Chứ nói vấn đề kêu quá thì mình thấy có nhiều diễn đàn cũng đã nói rồi. Thì Ngọc Lục mong muốn là có thêm nhiều phụ huynh, học sinh, có thêm nhiều thầy cô giáo ở trong nước lên tiếng, cùng nhau lên tiếng để mà phản đối cái việc Bộ Giáo dục, Bộ Y tế sắp sửa kêu gọi các em học sinh trở lại học trong 2 ngày nữa, 3 ngày nữa, 17 tây bữa nay 14, 3 ngày nữa anh chị em là thứ hai đầu tuần đó. Nếu như chúng ta có được có nhiều tiếng nói của quý vị đó thì mình nghĩ là các em sẽ được bảo vệ một cách an toàn hơn. Có nghĩa là các em được cha mẹ lo ở nhà, nó sẽ được an toàn và tránh đi những cái nơi mà kia mà công cộng đó, những cái nơi mà đông người đó. Anh em đợi chút xíu nha. Không có chỗ nào mình để nó bị ok rồi. Có khá là nhiều diễn đàn hải ngoại cũng cùng nhau lên tiếng, cũng cùng nhau đưa những cái thông tin về, thì mình mong là những người trong nước nếu được á, nếu anh chị em không có thể nào có tiện xe đó thì hãy mời bạn bè, hay là hãy nói với bạn bè vào xem để học hỏi thêm, để biết thêm nhiều tin tức mà ở trong nước các bạn không có trực tiếp đọc được ở trên báo hay là ở trên đài TV của Đảng Cộng sản. Rồi điểm thứ hai nữa đó là mong rằng các em học sinh được sự bảo bọc, bảo vệ của cha mẹ mình tuyệt đối, một cách tuyệt đối. Có nghĩa là không có đến trường khi mà cái dịch viêm phổi Vũ Hán nó vẫn còn đang tiếp tục. Mỗi một ngày thì cái số người chết nó là càng lên, tăng vọt rất là nhanh. Trên một ngày mà có thể thấy mấy trăm người chết và mười mấy ca nhiễm, thì con số đó nó vô cùng khủng khiếp. Nó coi như là một cái sự khủng bố vậy đó. Cái này coi như là một cái dịch khủng bố cho tất cả sinh mạng của những người dân ở Trung Quốc, cũng như những người dân trên khắp thế giới. Ngay cả ở Úc này chúng ta cũng có những cái ca bị nhiễm, nhưng mà may mắn là Úc này kiểm soát rất là chặt chẽ, cho nên nó chưa có lan truyền rộng và nó cũng chưa có nguy hiểm đến mức mà nhà trường phải như là loan tin để mà các em học sinh, hay là đóng cửa cho các em học sinh ở nhà. Ngày đầu năm vô đó thì cách đây khoảng hơn 2 tuần, có nghĩa là 2 tuần rưỡi đó, ngày đầu tiên nhập học đó, thì trường có ra một cái thông báo là nếu như những ai vừa đi du lịch ở Trung Quốc về hay là ở Hồng Kông về đó thì phải tự ở nhà, không có đưa con em đến trường trong vòng 14 ngày, rồi 14 ngày sau đó mới có thể có giấy của bác sĩ thì mình có thể đưa con em mình trở lại trường.
Nhưng mà may mắn là cái hoàn cảnh sống ở đây khá là an toàn, cho nên mình cũng muốn chia sẻ là chúng tôi còn an toàn lắm. Thường thường Ngọc Lục phải lên diễn đàn để cho anh chị em thấy là chúng tôi vẫn còn đây ha, không có đi đâu hết. Cho nên rất mong các vị phụ huynh, học sinh ở Việt Nam hãy giữ thật an toàn cho sức khỏe của con em mình và cho sức khỏe của gia đình mình. Ngọc Lục có một cái bài hôm trước Ngọc Lục đọc ở trong cái Telegram của Trần Thị Á Liên đó, thì có cái bài về thuyền. Thuyền có nghĩa là chữ y ngắn đó anh chị em. Thuyền là cái gì ta, mình giờ mình dịch là gì, trong cái đạo Phật mình kêu là ngồi thuyền đó. Dạ, nó khá là hay anh chị em, nhưng mà không biết mình có giờ mình đọc không ta. Nó ngắn thôi nhưng mà có những cái câu thì rất là hữu ích ha. Tại vì trong cái thời gian này nè, các anh chị em nghĩ là mình chúng ta cần tiền hay là chúng ta cần sức khỏe, thì để Ngọc Dục Lục coi coi mình còn để trong cái sách tay không. Nếu có đó, Ngọc Lục sẽ xin chia sẻ ở đây luôn trong vòng 3 phút thôi. Thì mình sẽ kết thúc cái diễn đàn ngày hôm nay của mình. Anh chị em đợi mình chút xíu nha. Có đây. Dạ. Ngọc Lục mến chào tất cả các anh chị em vừa vào nè. Có nhiều bạn mới vừa vào nè. Ok. Cái bài thuyền này nha anh chị em. Thuyền. Có 3 câu chuyện thuyền mà Ngọc Lục lấy từ được cái... từ cái Telegram của cô Trần Thị Á Liên đó. Thì 3 câu chuyện thiền. Một sư thầy hỏi một thí chủ. Theo thí chủ, vàng và bùn đất thứ gì quý hơn? Thí chủ đáp: tất nhiên là vàng rồi thưa thầy. Sư thầy cười bảo rồi bảo: nếu thí chủ là một hạt giống, liệu điều đó có đúng không? Vạn vật đều có công dụng và giá trị của nó, ta đừng vội kết luận. Anh chị em thấy không? Có nghĩa là lúc mà mình đang cần gieo một cái hạt giống đó, thì chúng ta đang cần bùn, cần đất, chứ chúng ta đâu có cần vàng. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta đang cần những cái sức khỏe tốt đó, thì chúng ta đâu có cần đi kiếm tiền, chúng ta đâu có cần đi làm việc, chúng ta đâu có cần đi học, chúng ta đâu có cần gửi con em đến trường để mà có những cái kiến thức tạm thời. Mà bỏ đi cái sự nguy hiểm cho tính mạng về sau. Rồi câu chuyện thứ hai thì Ngọc Lục tiếp tục, đó là một thanh niên tới tham vấn sư thầy. Thưa thầy, có người khen con thông thái, có người lại bảo con ngốc nghếch, vậy con nên nghe theo ai? Sư thầy đáp: nên nghe theo ai ư? Vậy con nghĩ về sao, con nghĩ sao về bản thân mình? Một nắm gạo trước khi mắt bà nội trợ sẽ trở thành bát cơm chính. Nhà buôn rượu sẽ nhìn thấy lít rượu ông ấy sắp bán, nhưng thực chất nó vẫn là nắm gạo mà thôi. Con là người như thế nào? Bản thân con tự ý thức về. Sao phải nghe lời ai đó nhận xét mình làm gì? Dạ, thì trở lại ngày hôm nay, chúng ta thấy những việc gì đúng, chúng ta thấy những việc gì cần phải làm thì chúng ta cứ làm thôi. Chúng ta không cần phải đợi người bên cạnh của mình có làm hay không rồi mình mới làm. Chúng ta không có cần a dua như vậy. Hãy quyết định cho mình, hãy tự quan sát tình hình và hãy ra một cái ý kiến độc lập của mình là chúng ta cần phải quyết định cho con em của chúng ta nghỉ không đến trường, mặc dù nhà bên cạnh có đưa em đến trường hay không, thì đó là quyết định của họ. Nói chung là phải có những cái độc lập về những cái ý nghĩ và cái tư tưởng của mình anh chị em. Đừng quá lệ thuộc vào người bên cạnh, hay là đừng quá lệ thuộc vào những cái thông tin mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra nha. Bài thứ ba về bài thuyền này đó thì Ngọc Lục cũng xin kết thúc luôn. Là một thiếu niên hỏi nhà hiền triết làm sao một người vừa làm hài lòng bản thân mà cũng khiến người khác vui vẻ. Nhà hiền triết đáp: có 4 trạng thái con người đạt đến cảnh giới diệu ảo như vậy. Thứ nhất, hãy đối đãi với bản thân như người khác, như vậy gạt bỏ được cái tôi. Thứ hai, hãy đối đãi với người khác như chính mình, như vậy sẽ gạt được lòng từ bi. Thứ ba, hãy đối đãi với mọi người như nhau để đạt được trí tuệ. Và cuối cùng, hãy hiểu đúng chính mình để được giải thoát.
câu cuối cùng hay quá anh chị em, hãy hiểu đúng chính mình để được giải thoát. Dạ, chúng ta có thật sự hiểu đúng chính mình hay không, hay là chúng ta chỉ sống theo, cái dư luận xung quanh thôi anh chị em. Cho nên rất là tha thiết các phụ huynh, các thầy cô giáo vui lòng làm ơn cập nhật tình hình và vui lòng lên tiếng vì các con em của chúng ta, bởi vì chúng ta không hello Oh, thank you for that. That's okay. It's still probably in the pocket. Hopefully he remembers. Yes. If not, just ask him. Okay. It's in the bag. Not a problem. Yep. Thanks, Stephanie. Yep. Bye bye. Okay, anh chị em. Mình vừa gặp một phụ huynh thì họ không có hay, họ tưởng mình đang nói chuyện điện thoại thôi, họ không hay mình đang làm livestream đó. Dạ, yeah, xin lỗi nha. Ngọc Lục tới đâu rồi ta? À, có nghĩa là chúng ta hãy tự quan sát hoàn cảnh xung quanh và quan sát tình hình để mà quyết định ra một cái quyết định sáng suốt cho những người, những mầm non mà không có thể tự đưa ra quyết định cho mình ngày hôm nay. Đó là những người con em của mình đó anh chị em. Thì bản thân của mình cũng là một người phụ huynh cho nên mình hiểu được cái chuyện đó. Mình rất mong là những người phụ huynh chúng ta cần phải nói lên những tiếng nói chân thành và nên bảo vệ, bảo bọc những cái mầm non còn yếu ớt, họ cần sự bảo vệ của chúng ta mỗi lúc, mỗi nơi và ở mọi hoàn cảnh nha anh chị em. Thì nghỉ học cho đến khi hết dịch bệnh và bởi vì chúng ta cũng không có biết là bao giờ hết dịch bệnh đó, cho nên cái mà Ngọc Lục nghĩ là mình nên đưa ra cho Bộ Giáo dục cứu xét ngay bây giờ đó là chúng ta nghỉ hè trước đi. Lấy 3 tháng hè trước đi, có nghĩa là từ bây giờ cho tới tháng 5, tháng 4 thì là 3 tháng hè. 3 tháng này khá là an toàn để cho các em ở nhà, rồi hả nhập học lại sau tháng 5. Lúc đó có thể là không còn dịch lan tràn nữa. Lúc đó có thể là nhà cầm quyền này họ có những cái biện pháp nào chặt chẽ hơn, chặn được những người Trung Quốc hàng ngày cứ tiếp tục đi vào cửa khẩu Việt Trung từ ở Trung Quốc sang Việt Nam. Thì lúc đó thì mình nghĩ là trong thời gian 3 tháng họ có đủ thời gian để mà tìm ra những cái biện pháp nào mà nó hữu hiệu hơn, chặt chẽ hơn. Cho nên á, tại sao nhà công quyền Cộng sản Việt Nam không làm như vậy, tại sao Bộ Giáo dục không làm như vậy, mình cứ nghỉ hè trước rồi mình học sau. Cái chuyện đó là cái chuyện có thể xảy ra, có thể làm được, mà tại sao quý vị không làm? Những người thầy cô giáo có thể lên tiếng được về những cái tình hình rất là bình thường, rất là thực tế trong cái xã hội ngày hôm nay, nó trực tiếp ảnh hưởng tới các em học sinh, nó trực tiếp ảnh hưởng tới cái sức khỏe và nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái nền giáo dục của Bộ Giáo dục ở Việt Nam. Thì tại sao các vị không có lên tiếng, các vị muốn gì? Khi mà các vị vẫn nghe lời nhà Bộ Giáo dục hay là Bộ Y tế Việt Nam là cứ mở trường, kêu con em đến học, rồi vừa dạy, vừa quan sát coi em nào bị nhiễm. Nếu mà có một em bị nhiễm, thì ông gì đó ở trong cái Bộ Giáo dục nói là nếu mà một lớp mà có một em bị nhiễm đó, thì vẫn không có đóng trường, trừ khi nào có hai em bị nhiễm thì mới đóng cửa trường. Các anh chị em thấy có một cái sự vô lý ở đây không? Đó là nếu mà có một em bị nhiễm thì cả lớp bị nhiễm, cô giáo, thầy giáo cũng bị nhiễm, hiệu trưởng cũng bị nhiễm và mọi người đều bị nhiễm, thì làm gì có dụ một trường hợp nó cá biệt với hai trường hợp. Khi mà chúng ta có một trường hợp thì chúng ta có thể lây lan luôn cả trường, cả một gia đình và cả một cái xã hội. Chứ đâu có phải là một người bị nhiễm thì là một người đó mất thôi, còn hai người bị nhiễm thì mới có thể lây lan qua người khác và lúc đó thì nhà trường mới đóng cửa. Một cái lời phát biểu mà nó vô cùng ngu xuẩn của một cái nhà trong cái Bộ Giáo dục ở Việt Nam mà không hiểu sao họ vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay. Thì Ngọc Lục vẫn nghĩ là nên có một cái quyết định rõ ràng là phải nghỉ 3 tháng, cứ lấy hè trước cái đã, rồi sau 3 tháng nếu mà vẫn còn dịch coronavirus này nó vẫn không có kiềm chế được đó, thì chúng ta sẽ có những cái quyết định kế tiếp. Chứ không thể nào để cho phụ huynh cứ hoang mang mãi là tuần sau có đi học hay không.
có chuẩn bị cho con em đến trường không, hay là nên hay không nên. Quyết định gõ gàng đi anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đã là thứ 6 rồi, 14 tháng 2 rồi, còn có 3 ngày nữa hay không. Chúng ta hãy quyết định nói với chúng mình đó là chính mình đó là không nên đưa con em đi học ngày 17 tháng 2, chấm hết. Trường có mở cửa, mặc kệ trường. Thầy cô giáo có can đảm đến trường, mặc kệ thầy cô giáo. Những ai lên tiếng được thì lên tiếng, những ai không lên tiếng được thì đành chịu thôi. Mình cũng chẳng làm gì, mình không có ép buộc ai được hết. Tại vì đây là cái thể chế tự do dân chủ mà. Chúng ta thấy được những điều sai trái thì chúng ta nói, còn chúng ta không có thấy được những điều sai trái thì chúng ta cứ việc làm ngơ đi. Và bấy lâu nay thì người dân Việt Nam đó được giáo dục đó là cứ làm ngơ với mọi chuyện trong xã hội, cứ để cho đảng và nhà nước lo. Ngay cả việc con em của mình đến trường cũng để cho đảng và nhà nước lo, thì đó là một sự vô lý, một sự ngu xuẩn chưa từng thấy ở một cái đất nước nào ngoài trừ đất nước Việt Nam. Ngày hôm nay Ngọc Lục nói hơi ngặn lời chút xíu ha, nhưng mà tại vì Ngọc Lục muốn gửi một cái thông điệp mạnh mẽ đến cho các phụ huynh học sinh đó, là nếu như các vị phụ huynh học sinh vẫn còn để cái sinh mạng của con em mình cho cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này lo, thì quý vị đừng có hối hận một khi mà cái sự cố nó có thể xảy đến cho con em của mình bất cứ lúc nào, bất cứ một ai, không phải là người giàu và cũng chẳng phải là người nghèo. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta có đầy đủ cơm ăn áo mặc là chúng ta đã quá hạnh phúc, đã quá an toàn, hay là chúng ta đã ở nhà cao cửa rộng thì chúng ta không có thoáng mát không khí, thì chúng ta không có bị truyền nhiễm dịch coronavirus nó lây lan. Bất cứ người nào cũng có thể bị truyền nhiễm nếu mà chúng ta trực tiếp có tiếp xúc với những người đã bị nhiễm nha anh chị em. Rồi sẵn còn vài phút ở đây, Ngọc Lục xin chia sẻ thêm một bài mà Ngọc Lục thấy hay quá mà ít bao giờ mình có dịp chia sẻ đó anh chị em. Ngày hôm nay thời tiết đẹp quá, nó thích hợp với cái ngày lễ tình nhân ha. Dạ. Hello chị Thảo Hương ở Úc Châu, nhưng mà không biết là chị ở tiểu bang nào ha. Nếu mà không ngại thì chị có thể cho biết, còn ngại thì thôi. Ok, có cái bài viết này Ngọc Lục cũng lấy từ ở cái Telegram của Trần Thị Ái Liên. Anh chị em nên tham gia vô cái Telegram của Trần Thị Ái Liên. Trong đó hiện tại là có trên hơn 2.000 member, có nghĩa là 2.000 người gia nhập rồi đó. Thì cái bài này có cái tựa đề đó là có một trái tim giàu. Có một trái tim giàu có, đó là điều quan trọng. Bài viết này đó là được thành viên của Sen Trắng nhờ đăng lên cái Telegram. Thì thành viên Sen Trắng, cái xin lỗi cái tên Ngọc Lục đọc nó cho nó chính xác chút xíu, là thành viên Sen Trắng tải lên cái Telegram của Trần Thị Ái Liên như thế này ha. Có một người hỏi, có người hỏi đàn ông giàu nhất thế giới là Bill Gates. Anh chị em biết đó, ông Bill Gates đó là ông tỷ phú. Hiện nay ông vừa như là donate, có nghĩa là hiến tặng hình như là 1 tỷ hay là 1 triệu ta. Tự nhiên quên mất con số và xin lỗi anh chị em. Cho cái việc phòng chống cái coronavirus này. Chị ở Adelaide. Dạ em ở Sydney, dạ em cảm ơn chị. Adelaide, chúng ta có Adelaide, chúng ta có Melbourne, rồi chúng ta có Queensland, cũng khá là nhiều anh chị em lên diễn đàn ở khắp nơi trên tiểu bang nước Úc anh chị em ha. Adelaide cũng là một trong tiểu bang ở Nam Úc của Úc Châu ha. Dạ mến chào chị, dạ chào anh Phương Trần. 1 triệu đô la, dạ 1 triệu, dạ 100 triệu chứ, xin lỗi. Xin lỗi anh chị em, 100, cảm ơn chị Thảo, 100 triệu đô la nha anh chị em. Thì bài viết này có nói về ông Bill Gates, thì để mình chia sẻ luôn, nói trực tiếp đến những cái tấm lòng mà những cái trái tim giàu có đó anh chị em. Thì có một người đàn ông giàu nhất thế giới, có người hỏi giàu nhất thế giới ông Bill Gates, có ai giàu hơn ông trên thế giới này không? Bill Gates trả lời, có một người giàu hơn tôi. Sau đó ông thuật lại một câu chuyện. Thời gian tôi chưa là người giàu có hay là nổi tiếng, tôi đang ở sân bay New York thì thấy một người bán báo. Tôi muốn mua một tờ báo nhưng thấy rằng không đủ tiền lẻ, vì vậy tôi đã bỏ qua ý định mua và trả lại cho người bán hàng. Tôi đã nói với anh ấy về việc không có tiền lẻ. Người bán hàng nói,
tôi đang đưa cho ông cái này là miễn phí. Vì sự khăng khăng này của anh ta, tôi đã lấy tờ báo. Thật trùng hợp, sau đến 3 tháng sau, tôi hạ cánh tại cùng một sân bay và một lần nữa tôi lại cần một tờ báo. Người bán hàng cung cấp cho tôi tờ báo một lần nữa. Tôi đã từ chối và nói rằng tôi không thể lấy tờ báo vì ngày hôm nay vì hôm nay tôi cũng không có tiền lẻ. Anh ta nói, ông có thể lấy nó. Tôi đang chia sẻ nó từ lợi nhuận của tôi. Tôi sẽ không lỗ vốn đâu. Và tôi đã lấy tờ báo. Sau 19 năm, tôi trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đột nhiên tôi nhớ đến người bán hàng đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta và sau khoảng một tháng rưỡi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy anh ta. Giờ bắt đầu đã có nắng lên rồi anh chị. Tôi đã hỏi anh ấy, anh có biết tôi không? Anh ấy nói, vâng, ông là Bill Gates. Tôi đã hỏi lại anh ấy, anh có còn nhớ một lần anh đưa cho tôi một tờ báo miễn phí không? Người bán hàng nói, vâng, tôi nhớ, tôi đã cho ông 2 lần. Tôi đã nói, tôi muốn trả ơn sự giúp đỡ mà anh đã dành cho tôi lúc đó. Bất cứ điều gì anh muốn trong cuộc sống, anh cứ nói, tôi sẽ thực hiện nó. Người bán hàng nói, thưa ông nghĩ rằng bằng cách này, làm như vậy, ông đã có thể so sánh được với sự giúp đỡ của tôi sao? Tôi đã hỏi, tại sao vậy? Anh ta nói, tôi đã giúp ông khi tôi là một người bán hàng nghèo và ông đang cố gắng giúp tôi bây giờ thì ông đã trở thành người giàu nhất thế giới. Làm sao sự giúp đỡ của ông có thể so sánh với sự giúp đỡ của tôi? Ngày đó tôi nhận ra rằng người bán báo giàu có hơn tôi vì anh ta không chờ đợi để trở thành người giàu có mới có thể giúp đỡ ai đó. Thì cái câu kết của cái bài này rất là hay, anh chị em lắng nghe nhé. Mọi người cần hiểu rằng những người thật sự giàu có là những người sở hữu trái tim giàu có hơn là rất nhiều tiền. Có một trái tim giàu có là điều rất quan trọng. Chúng ta hãy có một trái tim giàu có như là Trần Thị bài viết này nha anh chị em, như là cô Trần Thị Ái Liên và anh bán báo nhé. Đó là một lời gửi gắm của thành viên Sen Trắng. Thì Ngọc Lục cũng xin chia sẻ chút xíu là về bài báo này và cũng như bài viết này cũng như là thành viên Sen Trắng. Thì Ngọc Lục cũng rất là cảm mến chị thạc sĩ Trần Thị Ái Liên, những cái lời chia sẻ của chị, những cái livestream, những cái tâm huyết, những lần vào học những cái chương trình miễn phí của chị ở trên online. Thì mình cảm thấy đó là một người có cái tấm lòng, có cái trái tim giàu có. Và mình luôn luôn ủng hộ những cái livestream hay là những cái gì mà chị làm. Tại vì chị làm là chị làm cho cái xã hội này tốt hơn. Cho nên Ngọc Lục chỉ mong là các em học sinh, các em nhỏ hay là phụ huynh có thể hướng dẫn cho con em của mình tiếp tục học trên mạng, hay là có thể tìm hiểu và đăng ký những cái khóa học miễn phí của chị Trần Thị Ái Liên. Chị cô ta là một người mình nghĩ ha, cá nhân của mình thôi, là một người có cái trái tim giàu có một cái trái tim giàu có. Cô ta làm việc trên mạng dạy và cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích đến cho mọi người. Trong cái YouTube channel của cô ta hiện tại là có trên 400 cái video để cho bà con có thể lên đó tìm mà nghe lại, nó rất là hay. Một trong những bài, những cái livestream đó cũng có những cái chủ đề chẳng hạn như là thiền rải tâm từ hay là tấm lòng từ bi gì đó, thì nó cũng có liên quan đến những cái chữ thuyền mà Ngọc Lục vừa đọc cái bài trước đây đó. Thôi cái livestream cũng khá là dài rồi anh chị em, hình như là cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Ngọc Lục phải đi về, phải đi làm và phải ngày hôm nay còn phải đưa người nhà đi bệnh viện nữa. Đi bệnh viện tái khám thôi chứ không có gì lớn lao. Chị đừng lo nha. Rồi ok, Ngọc Lục xin Bill Gates trên tả tuyệt vời, giàu tiền mà có cả tấm lòng vàng. Dạ cảm ơn chị Võ Nguyên Thủy Phu. Không biết em đọc tên chị như vậy có đúng không ha, không có dấu á. Dạ, Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em. Và Ngọc Lục xin cảm ơn sự tham gia cũng như là chia sẻ hay là bình luận ở trên đây.
Ngọc Lục sẽ đọc lại những lời bình luận của anh chị nếu có thời gian. Và ngày hôm nay mến chúc những cặp tình nhân có một ngày thật là hạnh phúc. Mến chúc tất cả mọi người trên thế giới có một ngày bình an nha. Rồi hẹn gặp lại anh chị em một cái livestream khác nha. Dạ, mến chào, tạm biệt, bye bye. Võ Nguyễn Thi Phú, wow, tên đẹp quá, cảm ơn chị. Dạ, bye bye.